sau Tuyển Anh bật khóc vì chấn thương, 99% mất World Cup 2022. Ngôi sao Bentiwell đã nằm bật khóc trên sân sau khi dính chấn thương gân kheo ở trận Chelsea thắng Dinamo Zagreb. Với chấn thương này, Chilwell gần như chắc chắn sẽ mất World Cup 2022. Rạng sáng nay, Chelsea đánh bại Dinamo Zagreb 2-1 trong trận đấu mang tính thủ tục với họ ở Champions League. Từ lượt đấu trước, Chelsea đã sớm giành ngôi đầu bảng E-Champions League. Tuy nhiên, niềm vui của Chelsea không trọn vẹn khi hậu vệ cánh trái số 1 của họ, Ben Chilwell dính chấn thương nặng vào phút chót. Ben Chilwell được huấn luyện viên Graham Potter xếp đá chính sau khi ngồi dự bị ở trận thua Brighton cuối tuần trước. Hậu vệ người Anh thi đấu ấn tượng và chứng minh đẳng cấp trước Zagreb, nhưng anh gục ngã đúng vào phút bù giờ cuối cùng vì chấn thương gân kheo. Trong nỗ lực tranh chấp bóng với đối thủ, Chilwell đã ôm lấy đùi trái để đau đớn. Sau đó, hậu vệ 25 tuổi này nằm sân và ôm mặt bật khóc. Chilwell nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi được các bác sĩ chăm sóc, nhưng anh vẫn cần đến hai người dìu khỏi sân. Hết trận đấu, người ta nhìn thấy Chilwell phải chống nặng ra về trong buồn bã. Với chấn thương này, Chilwell có nguy cơ nghỉ thi đấu ít nhất một tháng trở lên. Vì vậy, World Cup 2022 coi như đã chấm dứt với anh. Đây là tổn thất lớn khác của Chelsea và Tuyển Anh. Trước đó, hậu vệ cánh phải Reece James cũng dính chấn thương nặng và còn rất ít cơ hội kịp bình phục trước World Cup 2022. Theo kế hoạch, huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ công bố danh sách 26 cầu thủ Tuyển Anh tham dự World Cup 2022 vào ngày 14 tháng 11 tới. Sau đó, Tam Sư sẽ lên đường sang Qatar chuẩn bị cho giải đấu và ra quân vào ngày 21 tháng 11 gặp Iran.